Xin chào cả nhà thân yêu. Hôm nay đại võ giới thiệu cả nhà thân yêu, đây là má của đại võ 94 tuổi. Qua một thời gian bệnh đi không nổi, nhờ uống những bài thuốc của đại võ bào chế thì ngày hôm nay ra nhổ cỏ luôn rồi. Đó, khỏe không? 94 tuổi rồi rất là khỏe. Đó. Từ hồi nào giờ thì má đại võ chuyên uống thuốc đông y không? Uống thuốc đông y. Từ đời của ba đại võ làm lương y đến ngày hôm nay luôn, má đại võ luôn luôn uống thuốc đông y. Cũng có rất là nhiều trận bệnh đi không nổi luôn. Có một trận bệnh nằm chỗ luôn. Bây giờ ra ngồi mà cắt luôn rồi đó. Đó. Cắt luôn. Giờ mà giác dạ lúa cũng nổi luôn á. Giá mà 10 kg gạo giác đổi luôn. Đó là thật sự thật. Uống thuốc rồi. Thiệt chứ bộ. Đang giới thiệu mà. Đó. Không. Ai mà có cha mẹ giờ lớn tuổi mà không có sức khỏe, rồi là đau nhức, đi không nổi, xương khớp địa điểm, thì hãy gọi cho đại võ nha. Rồi. Ừ, 94 tuổi rồi chứ còn rất là minh mẫn luôn. Tinh thần rất là sảng khoái. Thời gian dài do bàn tay của đại võ chăm sóc, giờ là cắt cỏ luôn. Là cắt cỏ luôn rồi. Đó, cắt cỏ luôn. Khỏe quá rồi. Má. Má. Má làm gì vậy? Làm gì? Cây đốc chó, cái cây đốc chó, có thấy cây đốc chó không? Để đây ăn chứ hồi xưa không ngon. Hồi xưa mình đói quá mình hái cái trái đốc đó mình ăn nè. Ngoài tập thể dục. Phụ nhổ cỏ với bà. Phá mà gấu đang phá. Giờ là mấy giờ ta? Ồ, 8-9 giờ ha. Hai. Kết thúc một buổi sáng với cây bông súng. Cái cây xài mới trên trái quá trời mắt.